Hi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ tôi đang ở khách sạn Hoàng Sa của đảo Lý Sơn đây. Ha ha ha. Các bạn nhìn xem, đây là nhân viên của khách sạn đang nướng những con gà siêu to khổng lồ này để cho khách ăn tối nhà. Ha 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 mai mốt quý khách nào ở khách sạn hoàng sa đều có thể ăn trưa và ăn tối tại khách sạn luôn nha không cần phải đi ra ngoài khách sạn có phục vụ ăn trưa và ăn tối tất cả các món hải sản và gà nha rất là ngon bổ rẻ và không cần phải đi ra ngoài vì bên ngoài phải tốn tiền xe và rất là mắc nữa nha ha ha, ha.